Một góc nhìn tổng quan về mã cổ phiếu nhà đầu tư quan tâm. Hiểu rõ bản chất doanh nghiệp, thấy được giá trị thực sự. Với những ý kiến đa chiều, nhiều góc cạnh đối lập. Những phân tích cơ bản tới từ các chuyên gia của VN Direct. Chương trình cổ phiếu 360 độ livestream trên Facebook page VN Direct lúc 15:30 thứ năm hàng tuần. Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 độ được phát sóng vào lúc 3:00 chiều thứ năm hàng tuần. Và tôi là Phạm Việt Duy. Đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là bạn Khôi đến từ bộ phận trung tâm tư vấn đầu tư. Là chúng ta sẽ cùng điểm lại những cái năm doanh nghiệp mà đáng để đầu tư lâu dài nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Và theo cái nhận định của chúng tôi thì top 5 doanh nghiệp này thì của tôi sẽ bao gồm là 5 cổ phiếu. Thứ nhất đấy là Techcombank, thứ hai là FPT, thứ ba là Vinhome và hai cổ phiếu khác mà chúng tôi cân nhắc mà quý nhà đầu tư cũng có thể đầu tư được lâu dài và dài hạn, đấy chính là Nam Long và HPG. Thì về cơ bản, nếu mà chúng ta nhìn Techcombank thì là đây là một cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng và cũng chính là cái mạch máu của nền kinh tế. Thì như chúng ta đã biết thì cái nguồn vốn vay của cái thị trường Việt Nam hiện tại thì chủ yếu là đến từ nhóm ngân hàng, cho nên thành ra là cái việc là nền kinh tế có phát triển được hay không nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái độ hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng. Và ngược lại thì nghĩa là nếu mà nền kinh tế có tăng trưởng thì chắc chắn ngành ngân hàng sẽ là một trong những cái ngành mà được hưởng lợi và cũng như là cũng sẽ tăng trưởng cùng với cả nền kinh tế. Chính vì thế cho nên là chúng tôi chọn ra một cổ phiếu ngân hàng mà cho chúng tôi là tương đối là hấp dẫn trong những cái ngành ngân hàng hiện tại. Thì Techcombank chúng ta có thể thấy là có một hệ sinh thái khép kín và là ngân hàng số hóa top 1. Và ngân hàng này thì cũng có chỉ số tài chính rất là đẹp so với cả những cái ngân hàng khác trên thị trường chứng khoán. Tiếp theo, cổ phiếu thứ hai mà chúng tôi khuyến nghị quý nhà đầu tư là có thể nắm giữ được lâu dài, đấy chính là cổ phiếu FPT. Thì đối với cả FPT thì chúng ta sẽ thấy là đây là một doanh nghiệp mà rất là tận dụng được cái cơ hội chuyển đổi số, là sẽ giúp cho họ gia tăng được cái nguồn doanh thu và lợi nhuận đến từ cả mảng trong nước cũng như là ngoài nước nhờ cái công ăn việc làm từ cái việc là cách mạng 4.0 là rất là nhiều. Và ngoài ra nữa thì FPT cũng sẽ có những cái lợi thế cạnh tranh cơ bản nhất định về nguồn nhân lực cũng như là về bộ máy tổ chức để khiến cho doanh nghiệp là có thể là vận hành được chân chu và qua đấy là vận tận dụng được tối đa cái nguồn lực, cái lợi thế hay là cái cơ hội đến từ cái đợt chuyển đổi số này. Và chính vì do là cái ngành tăng trưởng rất là tốt cùng với cả cái lợi thế cạnh tranh bền vững sẽ giúp cho bạn FPT là một trong những cái doanh nghiệp mà chúng tôi tin rằng sẽ có cái lợi nhuận tăng trưởng bền vững và ổn định trong lâu dài. Và cái ngành thứ và cái cổ phiếu thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng là quý nhà đầu tư có thể nắm giữ lâu dài, đấy chính là Vinhome. Thì đối với Vinhome thì chúng ta đều thấy đây là một trong những cái doanh nghiệp về trong ngành bất động sản, và chúng ta đều biết là ngành bất động sản thì chưa bao giờ là lỗi thời. Dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm của nền kinh tế thì những cổ phiếu bất động sản hay những doanh nghiệp bất động sản vẫn vươn lên và là những cái doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Và Vinhome chính là một trong những cái doanh nghiệp bất động sản mà có vị thế số 1 tại Việt Nam hiện nay. Và chúng ta thấy là Vinhome thì có những cái lợi thế rất là to lớn so với cả những cái bất động sản khác, ví dụ như là cái quỹ đất của họ thì rất là rộng lớn, cũng như là cái hệ sinh thái của họ từ cái hệ thống công ty Vingroup thì sẽ giúp cho họ là có thể là tận dụng được tối đa là cái quỹ đất cũng như là về cái giá bán để có thể là có hay là cái dịch vụ gia tăng của cái việc là khách hàng mua bất động sản tại Vingroup thì sẽ giúp cho họ là có được những cái giá bán rất là tốt để mà có thể là có cái lợi nhuận tăng trưởng lâu dài. Và xét về cái định giá của cái cổ phiếu Vinhome này thì chúng tôi nhìn thấy là định giá vẫn còn tương đối là hấp dẫn để quý nhà đầu tư có thể đầu tư lâu dài được. Và bên cạnh một cái trụ cột chính của nền kinh tế là bất động sản Vinhome thì chúng ta có một cái trụ cột khác, đấy chính là cổ phiếu Nam Long, cũng là một cổ phiếu bất động sản nhưng mà nó ở những cái phân khúc mà quỹ đất mà ở vị trí khác so với cả Vingroup. Và thứ hai nữa là Nam Long cũng là một trong những cái cổ phiếu mà lâu đời trên thị trường chứng khoán và cũng có cái người ta gọi là có cái đạo đức trong cái quản trị doanh nghiệp để chúng ta có thể yên tâm là đầu tư vào đây một cách lâu dài và có thể là được hưởng lợi. Và cuối cùng đối với chúng tôi mà cổ phiếu mà chúng tôi nghĩ rằng quý nhà đầu tư có thể cân nhắc đầu tư được, đấy chính là quý mà có thể nắm giữ rất là lâu, đấy là cổ phiếu Hòa Phát. Thì cổ phiếu Hòa Phát thì chúng ta thấy là có một cái cơ hội chuyển dịch cái nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam, nghĩa là cái công xưởng thép mới của thế giới có thể là nó sẽ rơi vào Việt Nam. Và cái việc này thì sẽ khiến cho Hòa Phát là doanh nghiệp thép hàng đầu tại Việt Nam là được hưởng lợi nhất. Ngoài ra nữa, Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi tại Việt Nam mà sở hữu công nghệ lò cao, và đây là một cái công nghệ mà sẽ sản xuất thép từ A đến Z, nghĩa là từ quặng cho đến thép cuối cùng, trong khi đa số các doanh nghiệp thép tại Việt Nam là sử dụng công nghệ lò điện. Thì qua đây sẽ giúp cho Hòa Phát là họ có được cái lợi thế cạnh tranh trong việc là cái chi phí thấp
để qua đấy thì là họ có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp thép khác, kể cả khi trong cái môi trường là nền kinh tế là bị khủng hoảng hay suy thoái. Và tuy nhiên thì chúng tôi thấy là có cái rủi ro liên quan đến Hòa Phát ở đây. Chính vì thế cho nên Hòa Phát không phải là doanh nghiệp hàng đầu trong cái top 5 này của chúng tôi. Đấy là liên quan đến việc là đây là một doanh nghiệp là biến động theo tính chu kỳ rất là cao. Và ngoài ra nữa thì khi và họ cần phải đầu tư mới rất là nhiều để có thể gia tăng được tăng trưởng. Ngoài ra nữa thì cái doanh nghiệp Hòa Phát thì họ cũng có lợi nhuận biến động tương đối lớn so với cả theo cái giá hàng hóa ở đây, đặc biệt là giá thép và cái giá quặng sắt. Cho nên thành ra là nó cũng khiến cho cái bức tranh lợi nhuận của Hòa Phát là sẽ là bị không ổn định hơn so với cả những cái doanh nghiệp khác mà chúng tôi liệt kê ở đây. Và sau trong năm mã cổ phiếu này thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái mã đầu tiên là Techcombank. Là ngày hôm nay thì cái bài trình bày của tôi sẽ ngắn gọn, của chúng tôi sẽ ngắn gọn thôi. Tại vì do là tất cả năm mã này của chúng tôi đều đã được phân tích rất là kỹ ở trong những cái chương trình cổ phiếu 360 độ từ trước. Và quý nhà đầu tư nếu mà muốn hiểu hơn về các doanh nghiệp này thì có thể là tham khảo lại cái chương trình của chúng tôi ở những cái số lần trước về năm doanh nghiệp Techcombank, FPT, Vinhome, Nam Long và Hòa Phát. Vâng, và bây giờ thì mời bạn Khôi là trình bày với quý nhà đầu tư về cổ phiếu Techcombank. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Duy ạ. Như anh Duy cũng đã nói thì Techcombank, như các anh chị cũng biết, là ngân hàng có thể nói bây giờ là trong những ngân hàng tốt nhất Việt Nam, ngân hàng tư nhân tốt nhất Việt Nam và là mạch máu của nền kinh tế. Khi họ là luôn luôn đồng hành, nền kinh tế đi lên là Techcombank cũng sẽ đi lên cùng với cả nền kinh tế của Việt Nam, cũng như là cái việc hệ sinh thái khép kín của họ, cũng như là ngân hàng số hóa và ngân hàng là có rất nhiều chỉ số tài chính rất là đẹp. Thì tôi xin bắt đầu được phân tích Techcombank. Hôm nay chúng ta sẽ điểm qua Techcombank thông qua format 4M, phân tích 4M của chúng ta, bắt đầu việc vĩ mô. Thì như chúng ta có thể thấy là tình hình vĩ mô hiện tại của Việt Nam vẫn là khá là ổn định. Mặc dù là chỉ số GDP có giảm trong 9 tháng đầu năm, tuy nhiên là những cái chỉ số khác, ví dụ như là chỉ số lạm phát ở mức thấp hay là tổng vốn đầu tư FDI đăng ký mới vào Việt Nam vẫn rất là tốt, để cho thấy được là nền kinh tế Việt Nam vẫn ổn định để bắt đầu phục hồi bắt đầu từ quý 4 này sang năm 2022. Thứ hai nữa là ngành ngân hàng thì đã được thông tư mới 014 của Ngân hàng Nhà nước giãn lại lịch cơ cấu các khoản nợ. Bản chất của việc thông tư 14 được bổ sung trên thông tư 03 trước đó, đó là những cái nghĩa vụ trả nợ gốc và nợ lãi được kéo dài sang 30 tháng 6 năm 2022, tức là có thêm 6 tháng để các ngân hàng có thể giãn lịch cơ cấu lại các khoản nợ của họ. Thứ ba nữa là cái triển vọng tăng trưởng tín dụng trong quý 4 của các ngân hàng ở Việt Nam vẫn rất là tốt. Như chúng ta có thể thấy ở trên hình ở đây thì Techcombank là ngân hàng được cấp room cao thứ hai của Ngân hàng Nhà nước, được cấp 17% room tín dụng. Thứ nhất là tại vì Techcombank là một ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn CR rất là tốt. Thứ hai là cái hiệu quả hoạt động của ngân hàng cũng là thuộc top đầu với tỷ lệ ROA là cao nhất ngành, để cho thấy là cái tiềm năng tăng trưởng tín dụng của Techcombank vẫn còn rất là lớn trong tương lai. Tiếp theo, với lợi thế cạnh tranh của Techcombank thì như chúng ta có thể biết là ngân hàng Techcombank là một ngân hàng luôn tiên phong về đi đầu trong chuyển đổi số hay là số hóa. Thì mới đây như chúng ta cũng biết là Techcombank đã ký hợp đồng với cả Amazon Web Services để triển khai cái hoạt động số hóa của họ thông qua việc áp dụng điện toán đám mây. Thì cái việc áp dụng điện toán đám mây sẽ giúp họ chọn lọc khách hàng một cách kỹ càng hơn, tức là họ sẽ tương tác được với cả đúng đối tượng, đúng thời điểm và đúng chỗ hơn, giúp khách hàng của họ có thể có những cái trải nghiệm sử dụng dịch vụ của ngân hàng, cũng như là những cái ứng dụng ngân hàng hay là những việc thanh toán giao dịch nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Hơn nữa, tiếp theo là nếu chúng ta nhìn vào cái cơ cấu nguồn vốn thì chúng ta có thể thấy là cái tỷ lệ đòn bẩy của Techcombank là thuộc là mức rất là thấp, chỉ ở mức 6% tại quý 2, là chỉ bằng một nửa so với cả tỷ lệ đòn bẩy của toàn ngành. Thứ hai nữa là như tôi đã nói là cái tỷ lệ CR, là cái tỷ lệ an toàn vốn của Techcombank ở mức rất là cao. Tại thời điểm quý 3 mới báo cáo mới ra ngày hôm nay là tại cái tỷ lệ CR của Techcombank là 15,2%, là một tỷ lệ rất là tốt. Thứ ba nữa là cái tỷ lệ CASA của Techcombank, như chúng ta biết là cái mũi nhọn tăng trưởng của Techcombank trong những năm gần đây là CASA là cái driver giúp Techcombank có thể tăng trưởng mạnh như thế. Thì trong báo cáo quý 3 vừa được tung ra thì tỷ lệ CASA của Techcombank đã đạt đến 49%, một mức rất là cao. Và như chúng ta cũng biết, với cả tỷ lệ CASA thì cái tỷ lệ CASA bản chất đó là cái tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn cộng với tiền gửi ủy thác và tiền gửi mục đích đặc biệt trên tổng tiền gửi. Với cái tỷ lệ cao như thế thì cái dư địa để cho Techcombank có thể tăng được thu nhập lãi thuần hay là tăng bán chéo các cái sản phẩm của họ, cũng như là tăng thu nhập ngoài lãi rất là lớn, giúp cho Techcombank tiếp tục là một ngân hàng tăng trưởng về cả doanh thu lẫn lợi nhuận. Tiếp theo này, chúng ta nhìn vào chỉ số nguồn vốn, như tôi đã nói thì Techcombank hiện tại là có tỷ lệ CR là cao nhất.
Thứ hai nữa là cái tôi muốn nhấn mạnh đến là cái tỷ lệ loan to deposit ratio, tức là tỷ lệ cho vay trên huy động của Techcombank hiện tại là vẫn còn khá là tốt, khi mà hiện tại bây giờ tỷ lệ LDR của Techcombank là 76%, mà cái giới hạn của ngân hàng nước hiện tại là 85%, cho thấy là Techcombank vẫn còn rất nhiều dư địa để họ tiếp tục mở rộng hoạt động tăng trưởng tín dụng của họ. Vâng, tiếp theo là sang đến ban lãnh đạo, thì như chúng ta có thể thấy là ở cơ cấu sở hữu Techcombank chủ yếu cổ đông lớn là tập đoàn Masan chiếm 14,96%, sau đó là ban lãnh đạo và những người liên quan. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là một cơ cấu sở hữu khá là lành mạnh, khi mà ban lãnh đạo cũng như là những cổ đông lớn là sở hữu khoảng hơn 30%, là cái mức mà đủ để ban lãnh đạo vẫn có động lực và ý chí để họ tiếp tục phát triển ngân hàng theo cái định hướng là tăng trưởng kinh doanh. Đồng thời là các cổ đông khác là chiếm 62%, cũng là một tỷ lệ sở hữu khá là an toàn và minh bạch. Vậy thì nếu chúng ta nhìn vào cái động lực tăng trưởng tiếp theo của Techcombank, thì chúng ta phải nhìn vào cái hiệu quả hoạt động của Techcombank sau 6 tháng đầu năm như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là cái biên lãi suất dòng của Techcombank là cao thứ hai ngành ngân hàng, chỉ sau VPBank thôi. Trong khi đó chi phí vốn của họ là cái mức thấp nhất. Thế nên là Techcombank là ngân hàng luôn có thể tối ưu hóa được cái hoạt động kinh doanh của họ. Và chúng ta có thể thấy ở đây là cái tỷ lệ CASA của Techcombank hiện tại là tại thời điểm 6 tháng là 46%, nhưng bây giờ là 49%. Và trong tương lai cái tỷ lệ CASA này của Techcombank có thể đạt đến 60%, giúp Techcombank có thể tiếp tục tăng trưởng được cái đà kinh doanh của họ. Và tôi cũng muốn nói đến một cái động lực tăng trưởng khác của Techcombank hay là của cả ngành ngân hàng Việt Nam ở trong thời gian tới, đó là việc cái định giá ngành ngân hàng Việt Nam vẫn rất là rẻ so với khu vực. Nếu mà chúng ta nhìn vào biểu đồ ở bên tay trái, chúng ta có thể thấy là các ngân hàng Việt Nam là có cái tỷ lệ ROE là thuộc mức cao nhất so với cả các ngân hàng ngành ngân hàng châu Á khác. Ở Việt Nam là sẽ ở gần mức 19%, trong khi đó là định giá PB của các ngân hàng Việt Nam hiện tại là mới ở mức 2.0 thôi, vẫn là còn thấp hơn so với cả Ấn Độ hay là Indonesia, để cho thấy là cái định giá chung của ngành ngân hàng Việt Nam vẫn rất là rẻ. Nếu chúng ta để ý trong giai đoạn vừa rồi thì thị giá của các ngân hàng là đã bị giảm khá là mạnh, discount khoảng 15-20%, cho thấy là cái tiềm năng của các ngân hàng Việt Nam hiện tại và nói chung và của Techcombank nói riêng là vẫn còn rất là tốt và vẫn còn rất là nhiều dư địa để tăng trưởng trong tương lai. Và Techcombank thì vẫn là một ngân hàng duy trì kết quả tích cực thôi ạ. Như tôi đã nói trước là Techcombank họ luôn biết cách để tăng cái hiệu quả hoạt động của họ và tối ưu hóa cái chi phí của họ. Như chúng ta thấy cái tỷ lệ CIR ở đây, Cost Income Ratio, luôn giảm dần về, thì tại thời điểm 6 tháng là đã giảm đến 28,4% từ 33,2%. Cũng như vậy là kết quả kinh doanh của họ là luôn tăng trưởng hai con số. Ví dụ như chúng ta có thể thấy là sau 6 tháng đầu năm 2021 thì cái thu nhập lãi thuần hay là thu nhập ngoài lãi hay là lợi nhuận sau thuế của họ đều là tăng trưởng hai con số rất là mạnh mẽ, 56%, 42% và 72%. Và dự phóng trong năm 2021 là lợi nhuận sau thuế của Techcombank có thể đạt đến 17.800 tỷ, mức tăng trưởng kỷ lục 41%, và cái đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục được tiếp diễn trong năm 2022. Thế nên là giá mục tiêu của Techcombank hiện tại được dự phóng là sẽ ở mức 60.000 đồng trong một năm tới, cho thấy một cơ hội đầu tư rất là hấp dẫn và có thể cầm dài hạn được. Và bên cạnh thì cái sự chia sẻ của Khôi thì tôi cũng muốn cập nhật thêm cho quý nhà đầu tư, đấy là trong 9 tháng Techcombank thì cũng vừa ra cái báo cáo 9 tháng gần đây, và chúng ta cũng thấy là những cái thông tin của Khôi về cái CIR hay là chỉ số NIM hay là những cái chỉ số ROE thì của ngân hàng thì trong 9 tháng thì cũng vẫn là khá là tương đương so với cả 6 tháng và cũng vẫn là duy trì ở cái phong độ rất là tốt, cho nên là quý nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm là sau cái báo cáo cập nhật kinh doanh 9 tháng vừa rồi thì là Techcombank vẫn là cổ phiếu mà xứng đáng để chúng ta nắm giữ. Và ngoài ra nữa thì là đối với cả cổ phiếu Techcombank này thì chúng ta thì có thể là trong sắp tới thì chúng tôi sẽ có một cái số khác là update kỹ hơn cho quý nhà đầu tư về cái tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của những nhóm ngân hàng sau khi đã có cái báo cáo tài chính 9 tháng ra hòm hòm. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ sang cái phần tiếp theo của ngày hôm nay, đấy chính là cái cổ phiếu FPT. Thì đối với cả cổ phiếu FPT thì nói về cái yếu tố đầu tiên tôi muốn nói đến, chúng ta cũng sẽ đi qua bốn cái chữ M mà của một cổ phiếu. Thì khi mà chúng ta nhìn bốn chữ M này và đều có điểm cao thì tức là những cái cổ phiếu này là đều xứng đáng để chúng ta có thể là nắm giữ đầu tư lâu dài được. Và với chữ M đầu tiên thì đấy chính là yếu tố vĩ mô. Thì tôi sẽ xin phép là cập nhật thêm những cái nhu cầu của thị trường nước ngoài. Thì ví dụ như chúng ta có thể nhìn thấy là năm 2020 là thị trường nước ngoài là thị trường mà tiêu thụ IT toàn cầu, công nghệ thông tin toàn cầu là có chịu mức cái giảm là khoảng 2,2% trong 2020.
là bởi vì dịch Covid. Tuy nhiên là năm 2021 thì cái thị trường này đã tăng trưởng trở lại và dự kiến là sẽ tăng trưởng khoảng 8,4%. Và cái quy mô của thị trường thì rất là lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là lên đến tận là hơn là 4.000 tỷ USD. Thì những cái quy mô này so với cả cái doanh thu của FPT mà chúng ta nhìn thấy trong 6 tháng công nghệ thông tin nước ngoài đấy là chỉ có khoảng 6.600 tỷ Việt Nam đồng thôi. Thì thành ra là cái doanh thu của FPT so với cả cái quy mô của thị trường thì rất là khiêm tốn, tạo ra cho chúng ta là một cái cơ hội để có thể là lấy được cái thị phần hay là lấy được cái nguồn lực hay là cái công việc về cái thị trường công nghệ thông tin là rất là tiềm năng và màu mỡ và gần như là vô tận cho cái cổ phiếu FPT này. Và ngoài ra nữa thì chúng ta có thể thấy rằng là liệu có lấy được không, thì chúng ta thấy là cái doanh thu của công nghệ thông tin nước ngoài thì tăng trưởng rất là tốt, 15%, là cao gấp đôi so với các cái tăng trưởng của ngành công nghệ thông tin toàn thế giới. Và qua đây thì có thể thấy là FPT họ hoàn toàn có thể làm được cái điều này. Và tại sao và bên cạnh là cái công nghệ thông tin nước ngoài tốt như vậy thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái doanh thu công nghệ thông tin trong nước cũng tăng trưởng rất mạnh trong thời gian vừa qua. Và FPT thì cũng đã ra cái số 9 tháng và chắc là chúng tôi sẽ cập nhật kỹ hơn cho quý nhà đầu tư về cái số 9 tháng này trong một cái số khác ở gần đây, là trong những cái số sắp tới. Thì đối với các FPT thì chúng ta có thể nhìn thấy đấy là ở trong nước thì cũng 76% các doanh nghiệp là cũng đẩy mạnh là muốn chuyển đổi số 4.0. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam là cao hơn so với mức trung bình ở khu vực. Nghĩa là trong Đông Nam Á thì tỷ lệ người dùng Internet là 69% và Việt Nam là 70,3%. Hay là những cái thông tin khác, ví dụ như là trong những cái số trước mà chúng tôi nói về cái việc là cái tỷ lệ người dân Việt Nam là chấp nhận nghĩa là có cái góc nhìn cởi mở với đồng tiền số, hay là sử dụng đồng tiền số, hay có đầu tư đồng tiền số rất là cao so với cả khu vực. Thì đây là cho thấy là cái thị trường Việt Nam rất là tiềm năng, ngay chính trong nước thôi cũng rất là tiềm năng với cả cái ngành công nghệ thông tin. Thì qua đấy sẽ giúp cho FPT là tận hưởng được cái ngành mà tăng trưởng rất là tốt. Và ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ nhìn thêm là thế thì tại sao mà FPT họ lại có cái mức tăng trưởng cao như vậy, gấp đôi so với cả tăng trưởng của ngành ở ngay trong cái việc là xuất khẩu phần mềm hay là những cái thị trường công nghệ thông tin nước ngoài. Thì cái đấy là nó sẽ chủ yếu đến từ cái việc là áp dụng công nghệ điện toán đám mây, thì hay là những cái công nghệ 4.0 khác. Thì ở đây thì chúng tôi có ví dụ là về công nghệ điện toán đám mây, thì chúng ta có thể thấy là ngày xưa thì các doanh nghiệp trên thế giới chẳng hạn, họ sẽ dùng những cái data center, nghĩa là cái trung tâm lưu trữ thông tin truyền thống. Ở đây thì nghĩa là họ sẽ phải có một cái kho để đựng các cái máy chủ, mà trong rồi sau đấy thì là cái chi phí để mà quản lý những cái đấy rất là cao. Thì hiện tại là có một cái xu hướng đấy là chúng ta không còn quản lý cái hệ thống công nghệ thông tin của các doanh nghiệp ở vật lý, nghĩa là ở ngay tại kho bãi hay là tại cái khu vực mà mình để máy móc hay là để hệ thống nữa, mà thay vì đấy mình sẽ outsource cái việc này ra ngoài cho các bên, ví dụ như là Amazon hay là Google. Thì nghĩa là sao? Nghĩa là cái hệ thống công nghệ thông tin hay là cái cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp là sẽ được chuyển về cho Amazon hay là cho Google để họ quản trị, và người ta gọi là điện toán đám mây. Thì khi mà cái việc là outsource cái việc quản trị này cho bên ngoài làm nhiều hơn, thì nó sẽ giúp cho họ là khai thác được cái nguồn lực của cái điện toán đám mây của các doanh nghiệp Amazon hay là Google. Bởi vì chúng ta đều biết đây là những cái doanh nghiệp mà họ có cái nền tảng công nghệ số rất là phát triển, và qua đấy thì họ sẽ giúp cho những cái doanh nghiệp mà sử dụng cái hệ thống của họ là có thể khai thác dữ liệu người dùng một cách tốt hơn, mà nếu mà sử dụng hệ thống cũ thì chúng ta không thể làm được. Ngoài ra nữa thì là cái chi phí vận hành nó cũng sẽ rẻ hơn nhiều so với cả việc là tự vận hành, tại vì do là họ có sử dụng những cái bài toán công nghệ mới nhất, và ở đây thì chúng ta có thể thấy là họ sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn và có rất là nhiều cái lợi ích đi kèm khác. Mà qua đấy là thấy là rằng là cái xu hướng chuyển dịch cái việc là sử dụng cái data center truyền thống sang cái việc là dùng cái hệ thống cơ sở dữ liệu đám mây là xu hướng chắc chắn là sẽ còn tiếp diễn và có tốc độ tăng trưởng rất cao. Và FPT nhận thấy được đây là một trong những cái cơ hội mà FPT nhận thấy và họ tận dụng được rất là tốt, qua đấy thì sẽ có được cái tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian vừa rồi. Và chúng ta cũng đều biết là FPT là một trong những cái doanh nghiệp tại Việt Nam mà có nhiều cái chứng chỉ về Amazon Web Service nhất tại Việt Nam về cái công nghệ thông tin này. Ngoài ra nữa thì bên cạnh cái việc là chuyển đổi cái data center truyền thống thì FPT cũng có thể tận dụng được những cái cơ hội khác, ví dụ như là những cái công nghệ về chatbot AI thông minh, hay là nhận diện khuôn mặt, hay là nhận diện hình ảnh, hay là nhận diện hay là nhập dữ liệu thông qua camera. Thì đây đều là những cái công nghệ rất là mới mà FPT hoàn toàn có thể mà họ có năng lực có thể làm được, và có thể là giúp cho các doanh nghiệp là tận dụng được
những cái công nghệ mới này, và qua đấy thì là tiết kiệm được chi phí rất nhiều. Và đấy là cái cơ bản về cái vĩ mô mà FPT đang được hưởng lợi, là nhiều đầu công việc mới và cái nguồn và cái cơ sở và cái dư địa để tăng để lấy từ cái thị trường đấy thì rất là nhiều, và FPT là chắc chắn là không thể lấy hết 100% được. Và ngoài ra nữa thì là chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo của FPT, cái chữ M thứ hai, đấy chính là cái lợi thế cạnh tranh của FPT nó sẽ như thế nào. Vậy thì đối với cả FPT thì đầu tiên tôi muốn nói đến là cái việc là họ có cái văn phòng là phủ rất là nhiều ở Việt Nam, nghĩa là trong 63 tỉnh thành thì FPT có văn phòng đại diện tại 59 tỉnh thành. Ngoài ra nữa thì họ cũng là cái thương hiệu công nghệ thông tin số 1 tại Việt Nam. Và nếu mà xét về nước ngoài thì hiện tại là họ đã có đến tận 48 văn phòng tại 26 vùng quốc gia và lãnh thổ. Và hơn thế nữa thì chúng ta có thể thấy được rằng là FPT họ có những cái M&A với những cái công ty công nghệ mà rất là có tiếng tại những cái thị trường nước ngoài, ví dụ như là FPT là đã từng mua Infosys là ở thị trường Mỹ chẳng hạn. Và cái việc là cái họ mua Infosys tại thị trường Mỹ đã khiến cho cái thị trường Mỹ của họ có những cái tốc độ tăng trưởng rất là tốt trong thời gian trước đó, và hiện tại thì vẫn đang tăng trưởng rất tốt. Bởi vì sao? Tại vì do là khi mà họ mua được những cái công ty công nghệ mà tốt ở các thị trường nước ngoài thì đồng thời là sẽ khiến cho cái năng lực tư vấn của họ được cải thiện và cái hình ảnh tư vấn của họ cũng tăng lên. Ngoài ra nữa thì họ sẽ có thêm cái người ta gọi là cái văn hóa hay là hiểu biết hơn về cái thị trường mà họ đang xâm nhập, và thêm những cái mối quan hệ hay là những cái contact mới hay là những cái khách hàng tiềm năng mới dựa vào những cái khách hàng cũ mà đã từng làm. Thì chúng ta đều biết là hồi xưa là, ví dụ như Infosys chẳng hạn, thì hồi xưa họ là công ty mà chuyên về tư vấn, nhưng mà cái nguồn lực của họ rất là có hạn, cho nên thành ra họ không thể nào, có thể là họ có nhiều khách hàng tiềm năng nhưng họ không thể đáp ứng hết được tất cả các khách hàng vì họ có nguồn lực có hạn. Thì hiện tại khi mà FPT kết hợp cùng với Infosys thì bên Infosys họ có tập khách hàng tiềm năng và FPT thì có nguồn lực dồi dào. Qua đấy hai bên kết hợp với nhau sẽ tạo ra được cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn. Mà cái lợi thế cạnh tranh tiếp theo ở đây chúng tôi muốn nói đến chính là cái nguồn nhân lực dồi dào mà FPT có thể cung cấp được cho Infosys. Chúng tôi có những cái thống kê ở đây mà quý nhà đầu tư có thể thấy là cái lương trung bình năm của nhân viên của FPT thấp so với cả những cái đối thủ khác trong ngành. Ví dụ như là FPT so với cả Tech Mahindra hay Wipro, Tata thì đều là những cái doanh nghiệp mà họ là những cái doanh nghiệp mà tư vấn về ở Ấn Độ chẳng hạn. Và tôi xin cập nhật lại với cả đính chính lại với quý nhà đầu tư là lúc nãy tôi có nói về Infosys là FPT mua tại thị trường Mỹ thì thực ra là không phải, thì cái tên này là tôi bị nhầm, thì rất là xin lỗi quý nhà đầu tư về cái sự sai sót này. Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái lương trung bình của FPT so với cả những cái đối thủ này thì rất là thấp. Và ngoài ra nữa thì số lượng nhân viên của họ thì tăng dần theo thời gian. Năm 2020 hiện tại là đã là khoảng 30.000 nhân viên. Và tại sao? Và thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái chi phí nhân công của FPT là rẻ hơn cả năm cái công ty outsourcing Ấn Độ mà chúng tôi có liệt kê ở trên. Và cái tốc độ tăng trưởng của FPT thì lại rất cao. Họ giữ được cái chi phí nhân sự ở mức hợp lý cùng với cả cái tốc độ tăng trưởng cao về nhân sự. Là tại sao? Là tại vì do họ có cái hệ thống tuyển sinh của đại học FPT rất là vượt trội. Mà chúng ta có thể nhìn thấy là nếu mà so, ví dụ tôi so cái năm cái doanh nghiệp mà tôi liệt kê ở đây là về outsourcing thì cả năm doanh nghiệp này đều không có trường đại học mà dạy cho những người mới ra trường về công nghệ thông tin hay là về công nghệ 4.0. nhưng mà FPT thì lại là cái doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam mà có được cái trường đại học, thì qua đấy họ sẽ tận dụng được cái nguồn lực giá rẻ. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là FPT họ có cái hệ thống, họ là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, cho nên họ thành ra là được tham gia vào những cái bài toán về công nghệ thông tin mà rắc rối nhất tại một đất nước, cho nên là sẽ giúp cho họ là nâng cao được thêm những cái năng lực về tư vấn công nghệ thông tin cũng như là về vận hành những cái dự án công nghệ thông tin mới để giúp họ có thể là đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Thì đấy là hai cái chữ M đầu tiên mà tôi muốn nói về cổ phiếu FPT này. Thì đến một chữ M thứ ba mà tôi muốn nói đến, đấy chính là về ban lãnh đạo của FPT. Thì chúng ta đều thấy là đây là cái ban lãnh đạo mà có tầm nhìn và họ là cái doanh nghiệp mà luôn luôn FPT là cái doanh nghiệp mà luôn luôn full room ngoại ở mức 49%. Thì cái mức full room ngoại này là cái mức tối đa mà một doanh nghiệp có thể tham gia, tại vì do mà một doanh nghiệp như FPT có thể thể hiện ra. Tại vì sao? Tại vì do là cái doanh nghiệp FPT này thì họ hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, là một cái lĩnh vực mà liên quan đến cơ sở hạ tầng thông tin của Việt Nam, là nó rất là nhạy cảm liên quan đến an ninh, cho nên thành ra là không thể nào mà
nước ngoài có thể sở hữu 100% những cái doanh nghiệp như thế này được. Và chính vì như thế cho nên thành ra cái việc là luôn kín room ngoại này khiến cho cái nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu FPT thì luôn luôn là cao. Và chúng ta đều biết là cái nhà đầu tư nước ngoài họ có cái tầm nhìn dài hạn và cũng đồng thời là họ nhìn thấy Việt Nam rất là tiềm năng. Bởi vì sao? Tại vì do là cái lãi suất mà bằng lãi suất của Việt Nam thì cao hơn so với cả nước ngoài. Cho nên là thành ra là khi mà họ đầu tư về đây thì họ cảm thấy là bất kể doanh nghiệp nào mà có tăng trưởng 20% một năm thì đều là một doanh nghiệp quá rẻ, đang được định giá quá rẻ tại Việt Nam. Trong khi ở nước ngoài của họ thì cái tăng trưởng của các doanh nghiệp, hiếm có cái doanh nghiệp nào tăng trưởng được cao như thế mà ổn định được như vậy. Cho nên thành ra là cái doanh nghiệp FPT này cũng rất là hấp dẫn đối với cả cái con mắt của nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái ban lãnh đạo của doanh nghiệp là những người mà đã gắn bó với cả doanh nghiệp rất là lâu và họ cũng có những cái sở hữu cổ phiếu ở một mức nhất định để khiến họ có thể là đồng hành cùng doanh nghiệp lâu dài. Thì có một số quan điểm rằng đấy là những cái người lãnh đạo của FPT thì là tương đối là có tuổi rồi và họ thành ra là họ sẽ bớt cập nhật hơn so với cả những cái công nghệ thông tin mới và đồng thời là cũng bớt cái nhiệt huyết của tuổi trẻ để khiến cho doanh nghiệp có thể tăng trưởng được. Nhưng mà chúng ta đều thấy rằng là những cái thời gian gần đây thì doanh nghiệp FPT vẫn luôn luôn là doanh nghiệp mà có tốc độ tăng trưởng rất là tốt và họ vẫn lớn dần theo thời gian. Ngoài ra nữa thì gần đây hơn nữa thì chúng ta cũng biết là FPT có bổ nhiệm cái giám đốc, ban giám đốc mới, thì thành ra là đây cũng là những cái người mà giữ lửa cho doanh nghiệp. Họ ở cái độ tuổi là khoảng tầm 40 thì cũng là những cái độ tuổi mà vẫn rất là khát khao cống hiến cho xã hội và cho doanh nghiệp của mình đang hoạt động. Cho nên là thành ra là quý nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm rằng về cái vấn đề ban lãnh đạo này thì không những có đạo đức mà họ còn có nhiệt huyết và họ lại có cả kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này. Và đây là một trong những cái cơ cấu ban lãnh đạo mà tôi nghĩ là nó rất là lành mạnh để quý nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư lâu dài. Và cuối cùng thì tôi sẽ xin phép là cập nhật những cái thông tin khác nữa về cái phần cái chữ M thứ tư là những cái cơ hội mà chúng ta có thể nghĩ đến, chúng ta có thể kỳ vọng vào FPT. Thì chúng ta có thể thấy là đầu tiên đấy chính là những cái cơ hội M&A từ mảng công nghệ. Thì năm 2014 thì FPT đã sáp nhập với cả công ty RWE IT Slovakia, thì đây là một công ty ở thị trường châu Âu và cái việc sáp nhập này cũng đã giúp cho FPT tăng trưởng rất mạnh ở cái thị trường châu Âu trong cái lĩnh vực outsourcing. Và năm 2018 thì họ đã sáp nhập với Intelinet tại Mỹ và chúng ta cũng đã nhìn thấy là cái tốc độ tăng trưởng rất cao. Và gần đây hơn thì FPT có sáp nhập với cả Base.vn. Thì và FPT luôn luôn là tích cực tìm kiếm những cái cơ hội M&A mới và họ lại có nguồn lực dồi dào để có thể là thực hiện những cái thương vụ M&A này. Và nếu mà quý nhà đầu tư nhìn lại cái năm 2018 thì cái thương vụ M&A với Intelinet của FPT là một trong những cái thương vụ đỉnh đám nhất của làng công nghệ Việt Nam thời bấy giờ và cũng là một trong những cái thương vụ đầu tư mà giá trị. Và sau đấy, sau bên cạnh là những cái mảng công nghệ thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái mảng viễn thông cũng rất là tiềm năng khi mà những thời gian gần đây cũng có tăng trưởng rất là tốt về cái lợi nhuận trước thuế. Và ngoài ra nữa thì là cái việc tăng trưởng này thì sẽ đến từ cái nhu cầu sử dụng Internet gia tăng. Ngoài ra nữa thì cái hệ thống truyền hình cáp, truyền hình trả tiền pay TV cũng là cái hệ thống mà bắt đầu giúp cho họ có được lợi nhuận. Và cuối cùng là cái an ninh mạng tại Việt Nam thì cũng sẽ kích thích là các doanh nghiệp công nghệ thông tin hay là những doanh nghiệp mà kinh doanh số mà kinh doanh tại thị trường Việt Nam sẽ phải đặt cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu tại đây và khiến cho là cái nhu cầu về thuê data center của Việt Nam là sẽ tăng lên. Thì FPT cũng là một, FPT Viễn Thông cũng là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong cái lĩnh vực này. Thì đây sẽ là những cái động lực mà tăng trưởng mà chúng tôi thấy là nó vẫn còn rất là lâu dài và rất là bền vững cho mảng viễn thông này. Và cuối cùng thì tôi cũng xin phép cập nhật thêm cái kết quả kinh doanh 9 tháng của FPT. Thì chúng ta cũng thấy là cái FPT họ tăng trưởng rất là tốt, 17.9% và đạt là, và 9 tháng đầu năm thì FPT họ cũng tăng được cái lợi nhuận, cái doanh thu là 17.9% và cái lợi nhuận trước thuế thì là 20%, nghĩa là cái tốc độ tăng trưởng rất là cao. Và chúng ta biết rằng là mặc dù là tình hình Covid của Việt Nam 3 tháng vừa rồi, cái quý 4 và quý 3 vừa rồi đã khiến cho rất là nhiều doanh nghiệp là có tốc độ tăng trưởng tốt thì cũng phải là tạm thời là thoái trào. Nhưng mà cái tốc độ của FPT thì vẫn giữ được ổn định tại vì do là họ có cái thị trường nước ngoài rất lớn. Và hơn thế nữa thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là so sánh cái định giá của FPT so với cả những cái doanh nghiệp công nghệ ở trên thế giới thì vẫn là tương đối là hấp dẫn. Và qua đây thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có thể yên tâm đầu tư vào doanh nghiệp này. Và phần tiếp theo của chúng tôi là sẽ về cổ phiếu Vinhome và 55. Tuy nhiên là trước khi sang cổ phiếu Vinhome và 55 này thì tôi sẽ mời bạn Khôi là trình bày cho quý nhà đầu tư về cổ phiếu Hòa Phát trước khi sang cái nhóm bất động sản.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Duy ạ. Như anh Duy có nói thì Hòa Phát ở đây là một trong những doanh nghiệp mà chúng tôi coi là một cơ hội có thể cân nhắc đầu tư. Mặc dù là không phải là một trong, chúng tôi không chọn vào trong top 3 của các doanh nghiệp có thể đầu tư dài hạn, nhưng chúng tôi nghĩ là Hòa Phát vẫn là một doanh nghiệp có cơ bản tốt. Như chúng ta có thể thấy ở đây thì kết quả kinh doanh của Hòa Phát trong bắt đầu từ năm 2020 trở lại là đã tăng rất là tốt, khi mà sau 6 tháng đầu năm mà doanh thu đã tăng đến 67% so với cả cùng kỳ và đã đạt 56% kế hoạch của họ. Trong khi lũy kế 9 tháng là Hòa Phát đạt cái sản lượng thép thô là 6,1 triệu tấn là đã tăng 50% so với cùng kỳ rồi. Thứ hai nữa là họ cũng là một doanh nghiệp rất là lành mạnh, có tài chính cơ bản vững chắc cũng như là có lợi thế cạnh tranh khi là doanh nghiệp có thị phần doanh nghiệp ngành thép chắc là số 1 Việt Nam, có thị phần số 1 Việt Nam, cũng như là cái việc Hòa Phát đang đẩy mạnh cái thị phần xuất khẩu của họ với những sản phẩm không chỉ là thép xây dựng mà đã bắt đầu mở sang xuất khẩu sản phẩm từ HRC, là một sản phẩm mang lại biên lợi nhuận rất là tốt cho Hòa Phát. Trong thời gian tới thì cái động lực tăng trưởng của Hòa Phát sẽ đến từ việc là giá thép tiếp tục tăng nhờ việc Trung Quốc cắt sản lượng để phục vụ cho mục tiêu giảm phát thải cũng như là giữ cho không khí trong sạch trước khi là cái mùa Olympic 2022 bước vào. Đồng thời là cái việc giá quặng sắt hiện tại là đang ở đáy khiến cho biên lợi nhuận của Hòa Phát là sẽ tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới. Mặc dù vậy thì lý do mà chúng tôi không đưa vào top 3 của các cổ phiếu có thể nắm giữ lâu dài mà ở diện cân nhắc đó là việc Hòa Phát là một doanh nghiệp theo chu kỳ. Thì như chúng ta có thể thấy ở trong giai đoạn trước năm 2020 là một giai đoạn giá cổ phiếu của Hòa Phát là đi ngang khá là dài, khá là lâu dài và thậm chí là theo xu hướng giảm. Tại vì sao? Tại vì thời trước cho đến thời điểm 2020 thì Hòa Phát mới bắt đầu được hưởng lợi từ cái việc Trung Quốc giảm sản lượng thép hay là việc giá quặng sắt giảm, cộng đồng thời việc là họ xây xong Dung Quất để họ bắt đầu tăng công suất và họ mở bán được cái sản phẩm HRC của họ, giúp cho họ vừa tăng công suất, tăng sản lượng cũng như là cải thiện cái biên lợi nhuận của họ. Còn trước đó, những cái giai đoạn trước đó thì Hòa Phát gần như là trong cái thời gian là phát triển Dung Quất thì lượng hầu như là đi ngang, cũng như là cái nhu cầu cho thép cũng không được lớn mạnh. Như bây giờ khi mà các doanh nghiệp, khi mà các nền kinh tế trên thế giới bắt đầu phục hồi lại và cái nhu cầu đầu tư công để phục hồi kinh tế nó lớn hơn, thế nên là cái việc cái tính chu kỳ của một doanh nghiệp sản xuất luyện kim như là Hòa Phát sẽ là một cái điều cần đáng cân nhắc nếu các nhà đầu tư muốn cầm Hòa Phát trong lâu dài. Thứ hai nữa là như tôi đã nói là việc Hòa Phát có thể tăng trưởng được doanh thu sẽ đến nhiều từ việc là họ phải tăng trưởng được cái công suất sản xuất của họ. Thì bây giờ khi mà đã đưa Dung Quất giai đoạn 1 vào hoạt động rồi thì bước tiếp theo của Hòa Phát để có thể tiếp tục tăng trưởng đó là họ sẽ phải triển khai Dung Quất 2. Hiện tại như chúng ta có thể thấy tại cái hiện trạng khu liên hợp Dung Quất của Hòa Phát ở Quảng Ngãi thì Hòa Phát hiện tại là mới bắt đầu triển khai trong thời gian gần đây thôi và mục tiêu là phải đến năm 2024 thì Hòa Phát mới có thể đưa vào hoạt động. Với một dự án tầm cỡ như Dung Quất 2 đó là tổng mức đầu tư dự kiến là đến 70.000 tỷ thì Hòa Phát cũng có thể dự kiến là sẽ tăng được công suất của họ lên 5,6 triệu tấn một năm. Tuy nhiên đấy là câu chuyện của tương lai, còn hiện tại trong 1 đến 2 năm tới thì có thể là cái lợi nhuận của Hòa Phát sẽ có thể đi ngang, họ có thể cải thiện được biên lợi nhuận của mình nhờ những cái việc giá HRC tăng cao hay là họ có thể tiết kiệm được cái chi phí đầu vào của họ, nhưng cái bức tranh lợi nhuận của họ sẽ là nhiều khả năng là đi ngang trong thời gian tới. Và cái vấn đề cần lưu ý thứ ba đó là cái việc khả năng hấp thụ cũng như là cái triển vọng mô hình kinh doanh trong dài hạn. Thì các anh chị có thể biết là như Chủ tịch Trần Đình Long đã chia sẻ trong cái buổi hoạt động đại hội cổ đông gần đây của Hòa Phát là Hòa Phát họ không muốn định hướng là một doanh nghiệp sản xuất thép mãi mãi mà họ muốn trở thành một tập đoàn đa ngành. Không ai có thể là, như Chủ tịch Long nói ở đây là như anh chị có thể thấy trên ảnh, thì cái ngành thép đến mức nào đấy thì Hòa Phát cũng sẽ phải đi làm các ngành khác thôi. Như chúng ta có thể biết là Hòa Phát đã bắt đầu bước chân vào sản xuất container trên 500.000 TEU. Đó là một ngành có nằm cao hơn ở trong chuỗi giá trị cũng như là giúp Hòa Phát cải thiện biên lợi nhuận. Hay là họ cũng bắt đầu lấn sang cái mảng bất động sản để đa dạng hóa cái nguồn thu của Hòa Phát cũng như là giúp cho công ty tiếp tục đi trên cái đà tăng trưởng thay vì là tiếp tục làm luyện kim. Thì như chúng ta có thể thấy ở đây thì cái sản lượng thép trên hình bên trái là cái sản lượng thép của Trung Quốc năm 2017 là đã giảm. Tuy nhiên là cái việc sản lượng thép này giảm là có tính chu kỳ. Như chúng ta có thể thấy là cứ một năm là Trung Quốc là sẽ có đi qua một cái giai đoạn là họ giảm sản lượng thép. Nhưng nhìn trung bình thì cái xu hướng sản lượng thép của Trung Quốc vẫn là tăng lên. Vì vậy chúng tôi nghĩ là sau năm 2022 thì chúng tôi kỳ vọng là Trung Quốc họ sẽ bắt đầu sản xuất lại thép. Nhất là đặc biệt là sau khi cái mùa Olympic kết thúc là họ sẽ bắt đầu tăng lại cái quá trình tăng sản lượng thép của họ lên. Vậy nên là
điều này lại một lần nữa lại nhấn mạnh vào cái việc là doanh nghiệp luyện kim như Hòa Phát là một doanh nghiệp có tính chu kỳ. Để tổng hợp lại các rủi ro đầu tư cổ phiếu Hòa Phát thì như tôi đã nói, thứ nhất là nó là doanh nghiệp chu kỳ. Thứ hai là cái bức tranh lợi nhuận đi ngang trong cái thời gian mà chúng ta phải chờ đợi khi Hòa Phát hoàn tất dung quất 2 để có thể tăng sản lượng của họ lên. Và thứ ba là dấu hỏi về cái khả năng hấp thụ thép khi mà Trung Quốc bắt đầu tăng trưởng sản lượng sản xuất thép của họ trở lại, cũng như là cái mô hình kinh doanh trong dài hạn của Hòa Phát còn cần thời gian để được kiểm chứng. Vâng, như bạn Khôi đã trình bày thì thực ra với chúng tôi thì cổ phiếu Hòa Phát vẫn là một cổ phiếu mà luôn luôn là hấp dẫn và là luôn luôn là một cổ phiếu mà nhà đầu tư đáng để nhà đầu tư nắm giữ về lâu về dài. Tuy nhiên thì là những cái rủi ro mà Khôi chia sẻ đã khiến cho chúng tôi là không thể nào mà cho cái cổ phiếu này vào top 3 được, mà chúng tôi lại để cái cổ phiếu nhóm bất động sản là Vinhome và Nam Long là vào top 3 này. Thì đối với cả cổ phiếu bất động sản thì chúng tôi nhận định rằng là trong tất cả các nền kinh tế thì dù là nền kinh tế phát triển hay nền kinh tế không phát triển như Việt Nam hay là nước Mỹ thì bất động sản luôn luôn là một trong những cái ngành mũi nhọn và nó luôn luôn là những cái thứ mà tất cả các nhà đầu tư là luôn quan tâm. Tại vì do là rõ ràng chúng ta thấy là nó liên quan đến nhu cầu cần thiết cơ bản nhất của con người. Đấy là nhu cầu về việc là nơi ở và cái chỗ an toàn để chúng ta có thể nương náu. Và ngoài ra nữa thì là cái nhu cầu của bất động sản nó còn có thể là tăng cao hơn nữa khi mà chúng ta hoàn toàn có thể nhờ những cái ngôi nhà đấy mà chúng ta có thể chứng minh được cái địa vị xã hội của chúng ta tại xã hội. Cho nên là thành ra là những cái nhóm, và hơn thế nữa là chúng ta đều biết rằng là cái việc là xây dựng bất động sản thì là nó sẽ luôn luôn, và hơn nữa là Việt Nam thì lại là đang chu kỳ dân số vàng, thì cái việc xây dựng bất động sản cũng là một trong những cái ngành rất là quan trọng. Và thì cái việc này tôi sẽ nói kỹ hơn ở trong cái slide của Vinhome ngày hôm nay. Thì đấy là về cái yếu tố đầu tiên, đấy chính là về macro. Thì đối với cả Vinhome thì chúng ta có thể nhìn thấy cái yếu tố vĩ mô đầu tiên mà thúc đẩy thị trường bất động sản nhà ở, thì chúng ta có thể thấy được rằng là World Bank thì nhận định rằng là đến năm 2045 thì tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ chiếm khoảng 50% dân số. Thì cái tầng lớp trung lưu này cũng sẽ chính là những cái người mà sẽ có nhu cầu mua nhà, tại vì do họ đã bắt đầu là ổn định được cuộc sống và họ sẽ cần một cái chỗ để có thể là một cái nơi để ở, để có thể là an cư lạc nghiệp. Thì cái truyền thống của người Việt hay là người châu Á nói chung thì đều là có tư duy như vậy, cho nên thành ra là bất động sản sẽ rất là hấp dẫn. Ngoài ra nữa thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái mặt bằng lãi suất của vay mua nhà thì vẫn sẽ giảm và vẫn sẽ là ở mức thấp và sẽ dự báo là duy trì như thế này cho đến nửa cuối năm 2021. Thì cái việc là mặt bằng lãi suất thấp như này sẽ giúp cho chúng ta trả góp nhà nó dễ dàng hơn, thì qua đấy là sẽ có thể là đưa ra được các quyết định mua nhà nó một cách nhanh chóng hơn và nó sẽ kích thích cái nhu cầu tiêu dùng của cái thị trường nhà ở. Ngoài ra và tiếp theo nữa thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái lãi suất tiết kiệm cũng là duy trì ở mức thấp. Thì cái việc lãi suất tiết kiệm này duy trì ở mức thấp cũng sẽ khiến cho người ta là có mong muốn là sẽ chuyển cái tiền tiết kiệm của mình sang những kênh đầu tư mới, thì bất động sản nhà ở sẽ cũng chính là một trong những cái kênh đầu tư mà có thể được hưởng lợi từ cái làn sóng chuyển dịch lãi suất tiết kiệm ra khỏi cái ngân hàng này. Và cái yếu tố thứ hai mà chúng tôi muốn nói đến thì ở đây chúng ta có thể thấy là cái nguồn cung thì đã dần phục hồi tại các thị trường nhà ở tại Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thì chúng ta đều biết là trước đây thì thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì là bị là có những cái vấn đề liên quan đến pháp lý, thì là nó khiến cho cản trở cho cái việc là nguồn cung là có thể tăng được, trong khi nhu cầu thì vẫn là rất lớn. Thì sắp tới đây thì nguồn cung căn nhà tại Hà Nội thì sẽ dự báo được tăng lên, thì qua đấy thì nó sẽ giúp là làm nóng cái thị trường bất động sản nhà ở, thì sẽ kích thích thị trường. Và chúng ta cũng thấy là mặc dù là nguồn cung tăng lên nhưng mà cái giá bán sơ hộ căn hộ sơ cấp tại Hà Nội thì vẫn đi ngang hoặc là cũng tăng nhẹ trong thời gian vừa rồi, thì cũng là một trong những cái tín hiệu cho thấy là cái thị trường nhà ở là vẫn là rất là hấp dẫn, và cái giá nhà thì vẫn chưa tăng quá là mạnh, thì cũng cho thấy là cũng chưa có cái dấu hiệu là bong bóng của thị trường bất động sản nhà ở này. Và qua đấy thì là sẽ giúp cho là những cái công ty trong ngành bất động sản như Vinhome hay Nam Long sẽ được hưởng lợi tiếp. Và cái yếu tố thứ hai mà chúng tôi muốn nói đến của cái lợi thế cạnh tranh của Vinhome thì chính là cái việc là thứ nhất là họ được hưởng lợi từ hệ sinh thái của Vingroup. Thì chúng ta có thể thấy là hệ sinh thái của Vingroup thì trải dài trên rất là nhiều lĩnh vực, ví dụ như là công nghiệp, công nghệ, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, bệnh viện, trường học. Thì chúng ta đều thấy là bệnh viện hay trường học là những cái yếu tố, hay là kể cả là du lịch hay là đường xá, thì đều là những cái thứ mà là điều cơ bản nhất khi mà chúng ta đầu tư vào một căn nhà. Chúng ta sẽ muốn là nó gần nơi con mình học, và ở đấy thì dân cư là văn hóa dân cư là nó lành mạnh. Tiếp theo nữa là cái việc đi lại nó tiện lợi, và cuối cùng đấy chính là cái việc là cái
nó gần bệnh viện, thì thành ra là tất cả những thứ này đều được Vinhome hiểu và nắm rất rõ, cho nên thành ra là những cái dự án của Vinhome sẽ luôn luôn có bệnh viện, có trường học, và chúng ta đều biết là Vinhome là Vingroup là thuộc tầng thuộc phân lớp bất động sản là trung và cao cấp, thì thành ra là cái văn hóa mặt bằng dân cư là nó cũng sẽ là được yên tâm so với các cái việc là chúng ta ở nhà trong ngõ hay là ở nhà ở các khu dân cư cũ. Và qua đấy thì nó sẽ khiến cho là cái việc là giá nhà của Vingroup là sẽ duy trì được mức tốt, và cũng như là giữ được cái mặt bằng giá ở cái mức mà sinh lời cho doanh nghiệp. Và tiếp theo nữa thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái quỹ đất của Vinhome thì rất là lớn, và chúng tôi và nếu mà chúng ta so thì cái doanh nghiệp lần thứ hai là Novaland thì có cái quỹ đất là thấp hơn Vinhome rất là nhiều. Và cái quỹ đất của Vinhome thì sẽ tập trung chủ yếu tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và phần còn lại là ở khu Quảng Ninh, Hải Phòng. Thì cho nên là và những cái khu này cũng cái Quảng Ninh, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng cũng là những cái khu vực mà rất là sôi động và nổi tiếng về du lịch nghỉ dưỡng. Thì qua đây nó cũng sẽ cho chúng ta thấy rằng là Vingroup sẽ có nhiều cái dự án tiềm năng trong tương lai để có thể là qua đấy là ghi nhận doanh thu và lợi nhuận rất là cao. Và cái phần tiếp theo mà chúng tôi muốn nói đến đấy chính là cái ban lãnh đạo của Vingroup, cái chữ M thứ ba. Thì chúng ta đều biết rằng là Vingroup là một là những cái người ban lãnh đạo của Vingroup thì đều là một trong những cái người mà rất là nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành doanh nghiệp, và tập đoàn Vingroup là một trong những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam. Và qua đấy thì cũng không nghi ngờ gì nữa về cái khả năng lãnh đạo cũng như là cái khả năng lèo lái con thuyền của cái tập đoàn này. Và cái phần cuối cùng của tôi mà muốn nói đến ở đây thì chính là cái phần định giá. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là hiện tại là lợi suất cho thuê dài, chúng ta có thể thấy là sắp tới đây thì Vingroup họ sẽ có 3 đại dự án mới mà sẽ là được mở bán từ cuối năm 2021, và triển vọng là sẽ từ năm 2022 và có thể bùng nổ hơn nữa trong năm 2023. Thì đấy chính là dự án Wonder Park, Dream City và dự án Cổ Loa. Thì dự án Wonder Park là dự án ở Đan Phượng, Hà Nội, Dream City là dự án ở Văn Giang, Hưng Yên, và Cổ Loa là dự án ở Đông Anh, Hà Nội. Thì chúng ta đều thấy ở những cái dự án này đều là những cái dự án bất động sản đô thị vùng ven, và nó đều là những cái dự án mà có quy mô lên đến hơn 100 hecta và có cái số lượng rất là lớn lên đến vài nghìn căn hộ. Và những cái dự án này sẽ giúp, và cái việc mở bán những cái dự án này thuận lợi thì sẽ giúp cho doanh nghiệp là có được là cái bất động sản, cái giá trị gia tăng tăng thêm cho cổ phiếu, và qua đấy thì là sẽ giúp đảm bảo cái hình ảnh năng lực của doanh nghiệp trong tương lai, hay là về cái giá trị của cổ phiếu trong tương lai. Và chúng ta phần tiếp theo mà tôi muốn nói là đến ở đây chính là một trong những cái cơ hội mới mà Vingroup sẽ tham gia, đấy chính là về bất động sản khu công nghiệp. Thì những cái cơ hội mới này thì quý nhà đầu tư có thể là tham khảo thêm ở trong cái phần là về phần cổ phiếu 360 độ riêng về mã cổ phiếu Vinhome, và tôi sẽ không nói nhiều ở đây nữa. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là còn về phần định giá thì hiện tại là chúng tôi tại VN Direct thì vẫn đang định giá cổ phiếu Vinhome ở mức là 134.000 đồng một cổ phiếu. Thì thành ra là cái giá hiện tại là đang, và cái mức 134.000 này là mức trước chia và sau chia thì nó sẽ thấp hơn một chút, tuy nhiên là upside vẫn còn rất là nhiều với cổ phiếu Vinhome, và chúng tôi tin rằng đây là một cổ phiếu mà rất là hấp dẫn để quý nhà đầu tư có thể đầu tư lâu dài. Và cái cổ phiếu tiếp theo mà tôi muốn nói đến là Nam Long. Thì Nam Long giống như Vinhome cũng sẽ được hưởng lợi tại các dự án bất động sản. Và tại sao chúng tôi lại nhắc đến cổ phiếu Nam Long này? Và tại vì do là chúng tôi muốn đa dạng hóa hơn cái danh mục đầu tư bất động sản, bởi vì do là chúng ta đều biết là bất động sản thì là phụ thuộc rất nhiều vào địa hình, và Vingroup thì dù là một tập đoàn bất động sản lớn thì cũng không thể nào mà có được đủ hết tất cả các dự án tiềm năng ở tất cả các tỉnh được. Thì Nam Long là một trong những cái việc bổ sung cho cái danh mục bất động sản này. Thì nếu mà Vingroup là tập trung ở Hải Phòng và ở Hồ Chí Minh, Hà Nội hay là ở Quảng Ninh, thì Nam Long lại là tập trung nhiều ở vùng ven miền Nam, ở các vị trí như là Đồng Nai hay là Cần Thơ. Và chúng ta có thể nhìn thấy là Nam Long cũng là một cái doanh nghiệp mà, và hơn thế nữa, nếu mà Vingroup là cái doanh nghiệp bất động sản ở trung cấp và cao cấp, thì Nam Long lại là cái doanh nghiệp bất động sản mà nổi bật ở cái vị trí trung cấp và vừa túi tiền. Thì thành ra là chúng ta có thể thấy là đây cũng là một cái việc là giúp đa dạng hóa cái danh mục đầu tư bất động sản để giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng có thể thấy là cái quỹ đất của Nam Long cũng tương đối là tốt so với cả những doanh nghiệp khác, khi mà có khoảng 681 ha ở Thủ Đức, Đồng Nai, Long An và Cần Thơ. Và ngoài ra nữa thì về giá của cổ phiếu thì chúng ta cũng thấy được vừa rồi là Nam Long cũng có những cái đợt tăng giá rất nhất định.
Tuy nhiên là cái mức giá của cổ phiếu vẫn tương đối là hấp dẫn, và chúng tôi hiện tại chỉ đang định giá cái cổ phiếu 55 này ở mức là 46.700 đồng một cổ phiếu. Tuy nhiên đây là cái định giá cũ, và cái định giá này là nó phản ánh cái việc là khả năng là cái khó khăn của cái việc là bán hàng trong cái tình hình Covid vừa rồi. Thì đợt vừa rồi thì 55 cũng đã là triển khai xong là cái việc bán hàng Izumi, cái dự án Izumi City, và cái dự án này thì cũng có cái thông tin bán hàng mở bán rất là tốt, cho nên là thành ra là cũng sẽ khiến cho cái việc định giá của 55 nó sẽ hấp dẫn hơn, và cái triển vọng của cái dự án Izumi City là nó sẽ ghi nhận được đúng cái lợi nhuận theo tiến độ, và qua đấy thì là sẽ khiến cho cái cổ phiếu là sẽ có mức định giá mới là cái mức là hơn 50.000 một cổ phiếu hoặc ở vùng 54. Và cái định giá chi tiết của cổ phiếu 55 thì quý nhà đầu tư là có thể là chờ cái thông tin báo cáo cập nhật mới nhất của chúng của VN-Direct trong thời gian tới để có thể biết thêm thông tin. Và đấy là những cái phần ngày hôm nay của chúng tôi về cổ phiếu. Và trước khi sang phần Q&A thì tôi sẽ mời bạn Khôi là dành ra là giới thiệu cho quý nhà đầu tư là những cái chương trình mà chúng tôi sẽ phát sóng định kỳ hàng tuần, và ngoài ra nữa thì là giới thiệu những cái cộng đồng mà chúng tôi đang có để quý nhà đầu tư có thể tham gia, và cũng như là tham dự những chương trình khác của chúng tôi, và cũng như là tham gia các cộng đồng tích sản hay là cộng đồng đầu tư giao dịch. Vâng ạ. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn anh Duy ạ. Thì hiện tại VNDirect đang có rất là nhiều chương trình cũng như là các cộng đồng để các nhà đầu tư có thể tham gia. Thì ngoài chương trình cổ phiếu 360 diễn ra vào thứ năm hàng tuần này, VNDirect còn tổ chức chương trình tọa đàm đầu tư dành riêng cho khách hàng VNDirect diễn ra từ 3:30 đến 5 giờ hàng tuần vào ngày thứ tư định kỳ, cũng như là chương trình la bàn đầu tư từ 3 giờ đến 3:30 vào ngày thứ hai hàng tuần. Ngoài ra thì VNDirect cũng đang có những cộng đồng các nhà đầu tư có thể quan tâm ở trên Facebook. Một số cộng đồng một số cộng đồng mà VNDirect đang có theo tháp tài sản của VNDirect đó là các tầng đi stock, đi wealth, đi gold, đi life, phù hợp với cả khẩu vị rủi ro cũng như là cái định hướng đầu tư, kỳ vọng hiệu suất đầu tư của các nhà đầu tư. Thì một số cộng đồng VNDirect đang có các nhà đầu tư có thể lên Facebook để tra cứu và tìm hiểu cũng như là tham gia các cộng đồng nhằm nâng cao cái kiến thức đầu tư của mình, cũng như là trao đổi với cả các chuyên gia của VNDirect ở trên đấy, ví dụ như là cộng đồng tích sản đầu tư thịnh vượng D-Wealth, hay là cộng đồng giao dịch chứng khoán D-Stock, cộng đồng gieo hạt sức khỏe tài chính an tâm đầu tư D-Go, hay là cộng đồng bảo an tài chính D-Life, giúp cho các khách hàng của VNDirect có thể tìm kiếm được sự giúp đỡ từ các chuyên gia, cũng như là giải đáp cho những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của mình cho những cái cơ hội đầu tư tùy theo kỳ vọng lợi nhuận cũng như là cái khả năng chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư ạ. Vâng, vậy thì bây giờ là tôi sẽ xin phép vào sang cái phần Q&A ngày hôm nay. Thì tại vì do là lúc 4 giờ thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình khác cho quý nhà đầu tư của VNDirect. Đấy là một chương trình mới về cái tín hiệu giao dịch là nhịp đập thị trường. Cho nên là thành ra là tôi sẽ xin phép là sẽ trả lời ngắn gọn một vài câu hỏi của các quý nhà đầu tư và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Thì câu hỏi đầu tiên là chắc chắn là sẽ là về mã cổ phiếu Vinhome, là được vừa rồi là giá giảm rất là mạnh, thì không biết là có chuyện gì không, và quý nhà đầu tư thì có vẻ rất là hoang mang về việc là nắm giữ cổ phiếu này. Thì tôi xin phép được tóm tắt lại là thì đợt vừa rồi là Vinhome là nghĩa là về cơ bản về giá trị của cổ phiếu hay về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên là nếu mà trên về yếu tố thị trường thì hiện tại là Vinhome đang có những cái đợt bán cổ phiếu rất là mạnh từ những cái nhóm cổ phiếu nhà đầu tư chiến lược, ví dụ như là VIX bán 100 triệu cổ phiếu hay là KKR bán 32 triệu cổ phiếu, và chính doanh nghiệp thì cũng bán 80 triệu cổ phiếu quỹ. Thì cái này là nó sẽ tạo ra cái nguồn cung cho cổ phiếu rất là lớn, trong khi nguồn cầu của thị trường thì vẫn là những cái người đầu tư như chúng ta. Cho nên thành ra là cái cung cầu hiện tại là nó đang chưa kịp gặp nhau, và cái cung thì nó đang bất chợt mạnh đột biến, cho nên khiến cho giá cổ phiếu là sụt giảm. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta nhìn về lâu về dài thì cổ phiếu vẫn rất là tiềm năng, và cái việc là cổ phiếu giảm như thế này thì có thể là cái giai đoạn này là cái giai đoạn hơi nhạy cảm để chúng ta có thể là đầu tư cổ phiếu, nhưng mà về lâu về dài thì cổ phiếu vẫn rất là hấp dẫn. Thì đấy là về cái câu hỏi của các bạn về của những nhà đầu tư về cổ phiếu Vinhome. Thì chủ yếu là đợt giảm giá là do là cái cung cầu của cổ phiếu bị thay đổi do cái nhóm cổ đông lớn bán. Tuy nhiên là cơ bản của cổ phiếu thì không có thay đổi gì nhiều, cho nên chúng tôi vẫn giữ nguyên cái định giá như cũ. Còn đối với cả một câu hỏi khác nữa là về TDC và BCG, thì BCG chúng tôi đã làm hai số cổ phiếu rồi, một là
là hôm chúng tôi trao đổi với các ban lãnh đạo của doanh nghiệp thì quý nhà đầu tư cũng có thể xem lại cái chương trình cổ phiếu 360 độ về BCG, cũng như là một hôm khác thì chúng tôi làm về việc là cập nhật về nhóm ngành năng lượng tái tạo. Thì về cơ bản thì cổ phiếu BCG cũng rất là một cổ phiếu đang ở trong giai đoạn chuẩn bị và doanh thu và lợi nhuận của họ những năm sau sẽ tăng trưởng rất là tốt. Tuy nhiên là trong ngắn hạn thì BCG sẽ có những cái nhược điểm mà nó liên quan đến việc là cái nguồn vốn của họ là phải đầu tư rất mạnh, khiến cho là cái dòng tiền là nó chưa lành mạnh, hay là cái cơ cấu đòn bẩy là vẫn là tương đối là cao và rủi ro. Nếu mà doanh nghiệp qua được cái giai đoạn khó khăn này trong tương lai và duy trì được cái tốc độ tăng trưởng như đã đặt kế hoạch thì tôi tin rằng là cổ phiếu BCG là một trong những cổ phiếu khá là tiềm năng thì chúng ta có thể đầu tư lâu dài. Vâng. Và cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu TDC. Thì cổ phiếu TDC này là sẽ là, nếu mà tôi nhớ không nhầm thì là cổ phiếu về bất động sản và nó ở khu vực Bình Dương thì phải. Và cái cổ phiếu TDC thì là công ty con của BKMX Bình Dương, BCM. Và nếu mà chúng ta đã biết thì BCM là chuyên về phát triển khu công nghiệp, và bên cạnh việc phát triển khu công nghiệp thì họ sẽ có những cái quỹ đất để phát triển nhà ở. Thì TDC là chuyên, là một doanh nghiệp chuyên lấy những cái đất ở bên cạnh của những cái khu công nghiệp của BCM, của công ty mẹ, để có thể là phát triển bất động sản, nhà ở. Và qua đấy thì là họ sẽ có được cái giá vốn khá là hấp dẫn so với cả những doanh nghiệp khác ở khu vực, cũng như là vị trí rất là đẹp và có nhu cầu thực sự, vì những cái quỹ đất của TDC thì đều sẽ là gần với cả những cái khu công nghiệp mà BKMX đang triển khai. Và đối với cả TDC thì hiện tại là họ sẽ phát hành thêm, và cái việc phát hành thêm này của họ là để phục vụ cho việc là mua lại một số đất từ công ty mẹ ở khu vực Bình Dương này. Và nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy là cái giá mua cái Bình Dương, à, cái giá mua những cái dự án mới của TDC tại Bình Dương thì nó tương đối là hấp dẫn. Nếu mà quý nhà đầu tư để ý cái số diện tích và cái giá mà họ mua thì chúng ta sẽ, và cái giá trị mà họ phải bỏ ra để mua cái diện tích đấy, thì chúng ta sẽ thấy là có vẻ như là nó hơi thấp thì phải. Và qua đấy thì nó sẽ khiến cho là cái cổ phiếu họ sẽ có được cái giá vốn rất là thấp. Tuy nhiên thì cái điều này cũng khiến cho TDC có những cái rủi ro nhất định, bởi vì do là chúng ta không biết là cái việc phát hành thêm này thì cái người mua sẽ là ai. Ngoài ra nữa thì là cũng không rõ được rằng là cái hoạt động của TDC trong tương lai sẽ thế nào. Và giá cổ phiếu thì đầu vừa rồi cũng đã tăng khá là mạnh từ 24 lên 28. Thì nó cũng, và việc đầu tư vào cổ phiếu và những cái cổ phiếu mà đang tăng mạnh về giá cũng sẽ là cái rủi ro nếu như nhà đầu tư không hiểu quá rõ về cổ phiếu đấy, thì còn rất có thể là sẽ khiến cho họ là bị lỗ trong ngắn hạn khi mà cổ phiếu tiến hành điều chỉnh. Và sau đây thì tôi sẽ xin phép là được kết thúc cái chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ở đây, bởi vì 4 giờ là chúng tôi sẽ có một cái chương trình khác. Và xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect, và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.